Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, hướng tới thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Những năm qua, Hưng Yên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bền vững. Phản ánh nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7. Khoa cơ xương khớp, tiết liệu và lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiếp nhận và điều trị lọc máu cho trên 220 bệnh nhân. Đây đều là những bệnh nhân bị suy thận nặng phải lọc máu điều trị suốt đời. Trong đó có nhiều bệnh nhân đã có thời gian lọc máu tới trên 10 năm, suy kiệt sức khỏe, không lao động được. Cộng với việc phải tốn rất nhiều kinh phí cho việc điều trị bệnh, nhiều bệnh nhân có lúc tưởng không trụ được, nhưng nhờ tham gia bảo hiểm y tế mà sự sống của họ được kéo dài. Tôi bị là hơn chục năm rồi, tuần tôi chạy 3 buổi. Nếu như mà không có bảo hiểm thì tốn tiền lắm. Tháng nào là chúng tôi cũng phải từ 10 triệu trở xuống. Bảo hiểm y tế là chi trả hết, giúp chúng tôi kéo dài cái sự sống. Thật sự là rất may mắn cho tất cả những người nào mà tham gia bảo hiểm y tế mà không may mắc các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh chạy thận mãn tính như là mẹ tôi. Mỗi một tháng là chi trả là phải hơn 9 triệu để giúp đỡ rất nhiều cho gia đình. Xác định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội đã tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển bảo hiểm y tế bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.112.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 22.000 người so với năm 2020. Tỷ lệ bao phủ đạt 90,9% dân số, tăng gần 8 lần so với năm 2003. Trong đó có 8 nhóm đối tượng với trên 650.000 người được tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Hưng Yên là một tỉnh đi đầu trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân. Vì thế, đấy, cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã vượt trên 90%, trong đó là cái phần mà do ngân sách tỉnh trích 100% để cấp cho họ cũng khá lớn, để người dân có điều kiện thuận lợi trong việc mà tiếp cận với các cái dịch vụ cơ bản. Thì nhiều người bệnh trọng đã được cứu chữa kịp thời và cũng góp phần làm giảm bớt cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tính đến hết tháng 6 năm nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh đã thanh toán khám chữa bệnh cho trên 500.000 lượt người với số tiền trên 400 tỷ đồng. Trong đó có gần 300 người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi với mức từ 100 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng trên một người. Thực hiện thông điệp truyền thông kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2021 với chủ đề Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân, Hưng Yên quyết tâm duy trì, phát triển bền vững các nhóm đối tượng đã và đang tham gia, tăng nhanh toàn diện bao phủ, sớm đạt mục tiêu lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội.